À, xin chào hai vợ chồng. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Mỹ Ngọc, em đến từ Bến Tre, năm nay em 31 tuổi. 31 hả cưng? Dạ. Công việc của Mỹ Ngọc là gì? Dạ, em là một doanh nghiệp nhỏ thu gom và xử lý rác thải tại huyện của em á. Ở huyện, dạ, ở Bến Tre. Dạ. Còn anh ạ? Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thuận, Anthony là tên Mỹ. Em từ bên California ở Mỹ. Về đây. Dạ. Anthony. Dạ, Anthony là Anthony. Tên Mỹ. Dạ. Tên tiếng Việt Nam là tên Thuận luôn. Tên Thuận luôn. Dạ. Thuận. Dạ. Xin được chào Anthony Thuận. Anh Thuận năm nay là bao nhiêu cái xuân xanh? Gần 60 năm cuộc đời rồi. Như vậy là mới năm mấy thôi? Mới năm mấy thôi? 56. 56 tuổi, dạ. Anh Thuận hiện giờ là công việc của anh là gì? Công việc của Thuận đó là nhà thầu chuyên về kiến cho cửa hàng thương mại. Kiến cường lực. Kiến cường lực. Dạ. Nhưng mà bây giờ là anh, công ty anh là ở Việt Nam, ở bên nước ngoài? Bên nước ngoài. Dạ. Vậy là anh Thuận là sống ở bên kia đúng không anh? Dạ, đúng vậy. Anh đi đi lại lại á chị. Dạ. Anh đi đi lại lại chứ không có ở như thế. Không biết là cơ duyên nào mà khiến mà anh Anthony ở Mỹ mà gặp một cái cô gái ở Bến Tre. Thuộc Bến Tre. Lại gặp nhau như vậy. Dạ. Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em á là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi thì anh ấy cũng ly hôn. Thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Con anh lớn chưa anh? Con đã lớn và đã ra trường đại học hết. Thì tụi em không hai phương trời cách biệt, không biết ai là ai hết. Thì đến một ngày đó là dì bà con của em là bạn của gia đình bên anh của anh này đi dự chung một cái tiệc, đi chơi chung thì mới tình cờ gặp anh này. Anh này mới có cái tâm sự nó ông muốn về Việt Nam, anh tìm một người vợ để chung sống sau này vậy đó. Thì tôi mới nói thôi, vì đó đó mới nói là ở dưới quê có nhỏ cháu, thôi về dưới đi, bé này chắc chắn là con thấy con sẽ chịu. Thì qua ngày hôm sau em của ảnh mới dẫn anh xuống dưới quê em mà không biết đường vô nhà em nữa. Đi dọc đường thì phải hỏi thăm rồi mới vô được nhà em. Rồi sau khi vô nhà em như thế nào thì chồng em chia sẻ. Rồi Anthony lần đầu tiên gặp cô gái này, cô gái Bến Tre này có phải lòng không? Thật sự là mình về quê là để đi đá gà. Rồi mới tới nhà của Ngọc mà mình cũng không biết Ngọc là nhà mà mình được giới thiệu. Mọi người cứ xôn xao chạy lên chạy xuống. Nhà em thì phải nấu ăn để đãi anh này. Tự nhiên thì em lên nói, ủa anh đâu, anh gì đó đâu, anh đi đá gà. Chưa, trời ơi, sao anh đi đá gà? Xuống coi mặt tôi mà tự nhiên đi đá gà. Đi đá gà. Cái em cũng làm thinh thôi, em vô cái đi cho đâu nửa tiếng sau thì mới về. Xong mới về thì đi, trong đó lần đi thì có hai người, ảnh và người em của ảnh. Thì anh này rất là bình dân chị. Thì anh không có tỏ vẻ gì là Việt Kiều. Thì dưới quê mình em cũng tưởng tượng ra là Việt Kiều thì chắc anh cũng sẽ khác mọi người. Sao em cũng thấy anh đi dép Lào, anh nói, ủa vậy ai Việt Kiều, ai Việt Nam? Rồi ai là chồng em? Cái chồng em nói, anh đó đó, anh ốm ốm đó. Rồi cái xuống vô bàn ăn thì chị Hồng Vân biết á, ở dưới quê mà có một người khách lại rằng trả nhà, trả một cái gia đình. Nhào ra coi mắt. Nhào ra coi mắt đó, đúng vậy đó, đúng thật. Mẹ em, anh chị em, nói chung là dòng họ ra đó. Dòng họ ra, xuống một bàn xong rồi mọi người cứ đẩy em, ngồi kế anh đi. Thì bắt đầu ngồi kế để cuốn cho anh này ăn đi. Hai đứa đâu có nói gì được. Em chỉ có hỏi là anh về được bao nhiêu lâu rồi. Thì khi chừng nào anh đi thì anh cũng trả lời em đúng hai câu rồi vậy xong. Cái nửa tiếng sau ăn sạch cái bàn rồi đi về. Nhưng mà lúc mà em ngồi kế bạn này, Ngọc ngồi kế anh, thì lúc đó anh đã nhận diện được là đây là cái người con gái mà gia đình muốn giới thiệu cho anh đúng không? Đúng vậy. Dạ. Lúc đó Ngọc ngồi kế bên và người em trai nói là Ngọc ngồi kế bên anh Sáu đi. Thì lúc đó mới là biết là được giới thiệu. Dạ. Thì lúc đó dạ, anh cảm nhận về Ngọc như thế nào? Anh có thích không? Anh thấy cái nét đẹp này có phù hợp với anh không? Thật sự là lúc đó mình chưa biết nhiều về Ngọc, mình cũng chưa có dám thể hiện cái tình cảm. Mình chỉ thấy là dễ thương, hiền, nhà quê. Mình thật sự thích là con gái nhà quê, chứ mình không thích môi son rồi trang điểm nhiều. Mình thích thật sự là một người con gái Việt Nam ở nhà quê. Anthony thì hơi nhút nhát, thành ra thật sự là cũng không có dám ăn nhiều, cũng không dám nhìn.
Sau này cái ấn tượng đầu tiên mới hỏi anh Sáu thấy sao, Ngọc sao, nói anh đâu dám nhìn đâu, bác gái đang ngồi trước mặt anh, anh tới anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc trắng tươi thôi. Tại vì cúi xuống đâu vậy, em chỉ cúi xuống thôi, anh liếc được cái đùi thôi. Em gặp ảnh thì em thấy thích ảnh không? Dạ em thấy cái người đàn ông này hiền chị, anh vô nhà em anh bình dân, anh giống như là anh rụt rè nhút nhát, nhưng mà sau này em mới biết anh diễn chị. Rồi sau đó thì anh Sáu có lấy số điện thoại của cô gái Bến Tre này không? Sau đó thì Anthony có xin số điện thoại của Ngọc, nói là để về anh sẽ có dịp và gọi lại và để tìm hiểu nhiều hơn. Anh lấy số điện thoại em về, 4 ngày sau anh mới gọi cho em. Lý do gì sao vậy anh Sáu? Bị mất điện thoại hả? Em á là vậy nè, tâm trạng ủa mình đâu có nên nổi tệ đâu mà sao ổng xin số điện thoại mà giống không gọi. Cho tới một ngày á đẹp trời là buổi chiều đó là ổng gọi, là ổng tại vì ảnh xuống em 3 ngày sau anh phải trở về Mỹ. Thì lúc ảnh điện cho em á, em thấy cái số lạ gọi cho em thì em ồ alo nè, anh Hiệp nè, em nghe là em tức rồi chị. Em tức cho em mới nói vậy em cũng lịch sự em chào anh, thì anh cũng nói là anh lấy số điện thoại em nhưng mấy ngày nay anh bận quá, anh không có thời gian gọi cho em, giờ anh về tới phi trường rồi Hàn Quốc rồi, anh còn lại ít tiền trong cái xuyên Việt Nam này nè, anh gọi cho hết luôn. Trời ơi anh Sáu thiệt hà, dễ sao luôn à. Trời ơi, em nghe em cũng tức nghe vậy, nhưng mà em cũng thôi em ráng em là kìm sợ rồi. Em kìm, em nói chuyện thôi bây giờ anh nói ra đây rồi về bển á, anh mới FaceTime nói chuyện với em sao nha, anh nói dạ. Đúng là trong đầu anh nghĩ gì thiệt luôn hả? Không, thật sự là giữa hai gia đình quen biết với nhau thường cảm thấy hơi ngại, là thứ nhất là mình hơi lớn tuổi, gần như là gấp đôi tuổi của Ngọc, thì mình cảm thấy hơi ngại cái tâm lý của mình, mình cảm thấy hơi sợ sệt nữa. Thứ hai là hai gia đình quen biết thân nhau quá, Thuận thì thích ham chơi, ngày xưa thì nó thật sự là về Việt Nam cũng một năm mấy là mình cũng có quen một vài người, nhưng mà cái tình cảm thì nó không đi tới đâu hết. Rồi mình sợ mình tiến tới rồi mình đi rồi mình để lại vết thương cho người khác, và sự mang tiếng của gia đình người lớn giữa hai bên là thân thiết với nhau, thành ra rất là sợ vấn đề đó. Có nghĩa là trong 3 ngày là anh suy nghĩ đó đúng không? Dạ, suy nghĩ cho chín chắn. Chứ không phải ham chơi đúng không? Hơi. Sau khi mà anh về Mỹ rồi á thì 7 tháng tụi em qua lại bằng điện thoại thôi. Mà trời ơi, em nói chị ông Do nghe là em phát hiện sự thật phũ phàng không à. Coi như là anh không quan trọng em chị. Mà không biết sao em mắc nợ ổng hay sao á. Tại vì gia đình á hy vọng em là người sửa đổi ảnh cho ổng bớt đi chơi lại. Thì ở giờ Việt Nam với giờ bên Mỹ thì nó là cách xa em biết rồi. Nhằm khi em nói, em nhìn đồng hồ nói ủa 1 giờ sáng anh đâu còn ngoài đường nha anh. Đi chơi là em nói chị Hồng Vân bất chấp. Còn mỗi lần thí dụ sực nhớ tới mới điện cho em. 7 tháng trời dạ. Yêu xa như vậy, tới lúc nào thì anh cảm nhận là anh yêu Ngọc? Dạ thật sự là Thuận còn nhớ lại Ngọc có nói câu này nè, Ngọc nói là đây là lần cuối cùng cho anh, nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, cứ tình trạng kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Đúng rồi. Thì tại sao anh không cho anh một cơ hội? Thì lúc đó mình nghĩ lại, thôi thì mình sẽ về. Tại vì còn 2 ngày nữa là 3 ngày nữa là tới Tết, Tết mình đó chị. Em mới nói thôi bây giờ em cho anh một cơ hội cuối cùng và anh hãy nhớ, còn anh không về tại em có chồng nha. Thì anh quyết định bay về gần 27 Tết luôn. Là sợ mất giờ. Dạ là sợ mất. Rồi lần đó anh về á là hai người là chính thức là coi như đặt vấn đề là sẽ đi đến hôn nhân luôn. Dạ. Phải không? Chưa. Hay là vẫn chưa? Chưa. Về để thử em. Về để thử em chị. Thử là sao ta? Thử em coi em có thương thiệt không? Có ý đồ xấu xa gì không? Nhưng mà bằng hình thức nào? Dạ là giống như về vậy nè. Anh nhất quyết nha. Anh không ngủ nhà em. Anh ngủ. Anh ngủ ở hotel. Đúng là 3 giờ sáng. Lúc đó là 3 giờ sáng rồi mệt lắm người rồi. Cái em cũng giả bộ nha. Em nghĩ là người ở bên đó là người ta rất là thoải mái ở cái chuyện tình cảm đúng không chị Vân? Thì tài xế xách vali đồ vô phòng, cái em cũng thử em đi vô nha. Cái ổng vậy nè. Thôi em về đi. Về nhà ngủ đi. Về nhà ngủ đi. Cái em thôi em cũng đi về em thử coi sao nha. Em đi về nhà. Mà chị biết nhà đỏ dưới quê á có 100.000 đi mà. Là tưởng tượng cỡ nào dạ, rồi đó. Là tưởng tượng cỡ nào, vali phải thải dưới đất. Rồi ảnh thì ảnh nằm cái giường, nói chung là không có nước nóng nước lạnh gì tắm á, em thải vô đó tự sống luôn. Rồi cái tới cái đêm 30 thì đi đón giao thừa. Cái ở dưới quê em á mỗi năm chỉ có đốt pháo bông một lần là đêm 30 thôi chị. Cái đi ăn uống với gia đình xong rồi về thì lên xe em chở, ảnh đâu có ngồi xe, ảnh đâu chở xe Honda được, em chở. Rồi sao cái chút nữa vô
chở anh vô nhà trọ rồi ở là anh nói chuyện chút. Cái em biết mà tự nhiên trong lòng em suy nghĩ là chị Hồng Vân, em thấy em tội nghiệp tại vì anh cũng đi quá trời xa về thăm em. Vô khách sạn rồi thì ông có nói chuyện gì đâu. Ông hành động. Dạ ông hành động. Ông bắt đầu hành động. Trong lòng em thôi như vậy, Thuận này cũng đã tính toán rồi, nói là đêm nay hứa Ngọc cho dẫn đi coi pháo bông. Nhưng mà theo vậy thôi, pháo bông mà về nhà mình đốt pháo nó hay hơn. Thôi. Nhưng mà sao anh không, anh phải chờ tới đêm 30 mà không phải là cái ngày anh về hoặc là hôm sau? Tại vì mình nghĩ suy nghĩ một vài ngày rồi thật sự là mình lúc đó mình mới thấy ta thích nhà Thưa Ngọc. Rồi thứ hai nữa mình để dịp giống như là sinh nhật của Ngọc cũng là ngày 1 tháng 1, cũng trong cái Tết, để làm một cái kỷ niệm và hy vọng là trong tương lai nó sẽ xảy ra liên tục như vậy hoài. Sau cái đêm đó là hai người đã là của nhau rồi. Dạ. Thì dạ. Là ảnh có đặt vấn đề, lúc ấy anh có nghĩ là khi mà như vậy rồi thì anh có đặt vấn đề anh muốn cưới Ngọc liền không? Có. Bao nhiêu lâu thì cưới? Bao nhiêu lâu? Dạ 9 ngày. Hả? Dạ. Trời cũng chậm ghê anh ha. 9 ngày lâu quá, lâu rồi. Coi như là cỡ mùng 9, mùng 10 Tết đó. Dạ mùng 9 đó. Dạ. Anh cưới Ngọc xong rồi thì anh ở Việt Nam được bao lâu? Hay là anh lại phải trở về Mỹ liền? Anh về được có 2 tuần thôi chị. Có nghĩa là anh cưới xong là ở dưới quê? Dạ dưới quê. Ở quê là coi như anh về được 2 tuần là anh hốt được bà vợ luôn. Dạ. Xong anh trở qua Mỹ lại luôn. Dạ. Cái lúc mà đám cưới xong á, chị Vân biết 3 tháng sau anh về thăm em á, gần 10 ngày nữa anh mới về á, anh không liên lạc em. Ảnh không điện thoại, ảnh cũng... Chơi trò mất tích đó. Dạ, mất tích với em 10 ngày mà chỉ biết trời ơi, tự nhiên tâm lý em nó thiệt, em giống như là em muốn... Em trách nặng luôn, em căng thẳng nặng luôn. Mà chỉ biết em gửi cho ảnh biết bao nhiêu tin nhắn. Em gọi không được, em gửi tin nhắn, em nói đủ thứ hết. Ổng cũng vẫn im re. Rồi một ngày đó tới trưa cái bữa đó, xe ổng về tới trước cửa nhà mình luôn. Em thì em ở trong phòng, em không biết. Chị dâu em mới chạy vô nói Ngọc Ngọc chồng về kìa. Em mới nói chồng con gì, ổng đi hôm bữa giờ ổng có điện đài mất vậy em đó. Mất tích. Dạ, em nói vậy nha. Chồng mới về thiệt kìa. Tới tự nhiên em mở cửa ra, em thấy anh chả đứng dần dần trước cửa phòng em á. Trời ơi, với anh chị Vân biết bao nhiêu cảm xúc nó luồn về hen. Em tưởng là nếu mà anh không dịnh em lại là em xỉu á, em tức á. Anh ôm em lại mà em run bực vậy mà. Nhưng mà anh ơi, tại sao anh lại làm như vậy? Có nghĩa là anh 10 ngày mất tích không liên lạc với Ngọc, anh muốn làm cho Ngọc surprise hả? Thật sự là muốn làm surprise và thử lòng Ngọc như thế nào trong những ngày chờ đợi coi Ngọc có làm gì sai hay không. Thật sự là Thuận lúc đó là cũng đam mê câu cá, mình câu cá trên tàu là tùy theo cái chuyến đi của mình từ 4 cho tới 7 hoặc là tới 14 ngày để đi câu cá thu á, thì không có bao giờ liên lạc được hết trơn. Và trong cái chuyến đi đó Thuận không có liên lạc với Ngọc, và cũng trong cái chuyến đi lợi dụng để mà thử Ngọc luôn. Rồi mình về bất tình lệnh để mà mình hiểu rồi. Đó là anh cảm thấy tự tin và anh tin tưởng Ngọc hoàn toàn đúng không? Cái lần đúng như vậy. Sau khi thử lòng Ngọc rồi thời gian biết Ngọc, tự động mình thay đổi. Có nghĩa là bây giờ anh rất nghiêm túc trong cái cuộc hôn nhân này. Đúng như vậy. Bây giờ hai người đang rất là happy rồi gì đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi anh đã xem chương trình này nhiều rồi. Dạ. Anh có biết nó đến một cái đoạn mà nó rất là cao trào mà ai cũng thú vị á. Anh nghe Ngọc cười chưa? Bây giờ Anthony nói cho chương trình biết là Ngọc có những tật xấu gì? Thật sự từ ngày lấy Ngọc tới bây giờ, Ngọc thật sự là thật xấu, thật sự là không có. Thỉnh thoảng có chút nghi ngờ thôi. Ghen đó, nghi ngờ. Rồi gì nữa nè? Rồi mỗi lần khóc thì không ăn, rồi bị đau bao tử. Vậy thôi. Nhõng nhẽo, cái nhõng đó nhẽo. Là tôi gọi là nhõng nhẽo đó anh. Dạ. Mỗi lần không ăn thì anh làm gì để cho Ngọc ăn? Thì phải năn nỉ. Năn nỉ lâu không Ngọc? Ăn nỉ như vậy nè anh, em ăn đi, em không ăn đau bao tử rồi nha. Em phải giữ gìn sức khỏe vậy thôi. Dạ, tại vì anh ơi rất là kiệm lời chị, tới bây giờ cũng vẫn chưa bao giờ hỏi. Nhằm kia em hỏi nha, chồng ơi anh thương em không? Không thương sao anh về vậy? Cứ vậy hoài. Không thương thì sao anh cưới em? Thay vì là anh cũng thương em. Không, cứ vậy thôi. Rồi ổng có tật xấu gì không em? Là anh mê chơi. Trời ơi, em với anh nó khác biệt, nó trái ngược lắm luôn. Em thì giống như bà cụ non vậy, em thích nhạc bolero. Đúng rồi. Ảnh thì nhạc hit hot gì giật gì, ổng nghe nhạc em nghe không nổi luôn á. Có cái là gì nè, em muốn ảnh là ảnh cũng phải cưng em, anh thể hiện. Không bao giờ chị ơi. Tức là không có lãng mạn. Dạ, không. Ảnh cứ xa xa em vậy á. Mỗi một lần về, anh em nhắc nha, chuyến này mà anh đi đâu ngồi gần mà không ngồi gần em, ngồi xa em mất vợ gán chịu nha. Ồ, vậy hả? Rồi, có cải thiện không? Đỡ chị, đỡ. Mới lần này nè, lần này về anh
xong bao giờ anh hung em hết vậy? Anh không hung em, mai mốt người khác hung ráng chịu nha. Anh sẽ về, anh sẽ cải thiện vậy. Chứ nói vậy thôi, chứ cũng không có làm như anh còn cái khoảng cách đó với em vậy đó. Giờ em muốn anh sửa đổi cái đó, đã thương em rồi. Em cũng thật sự với chị là em thương anh thiệt lòng. Qua cái chương trình này á, em đăng ký là em cũng muốn là để cho anh có cái lòng tin để vợ chồng mình sống những ngày còn lại. Giống như em cũng muốn để cho mọi người hiểu em là em thật sự lấy ảnh là em thương bằng cái tấm lòng của em, bằng trái tim của em. Đúng rồi. Anh, bây giờ em nói nghe nè. Thực sự mà nói, hồi nãy lúc mà hai người bước ra đó, mà khi anh chưa nói số tuổi của anh á, thì em không bao giờ nghĩ là cái tuổi của anh nó là như vậy. Nhìn anh rất là trẻ. Cảm ơn. Nó trẻ từ khuôn mặt cho tới cái phong thái của anh. Chính vì ảnh mê chơi nè, ảnh mê nhạc trẻ, thì anh mới bù trừ lại cho em là em là bắt đầu em bị già so với tuổi của mình. Đúng rồi. Đó thì thành ra là em với ảnh mới tương xứng. Và em hiểu được ý của Ngọc là tại sao muốn anh và Ngọc lên chương trình này, là để cho Ngọc tạo cái niềm tin và cái sự tự tin ở anh, là Ngọc yêu anh là bằng trái tim, và cho tất cả mọi người thấy là đây là chồng của tôi. Tôi rất là hãnh diện khi tôi có một người chồng như thế này. Thành ra là em nghĩ cái mong muốn của Ngọc đối với anh là hoàn toàn chính xác. Anh thoải mái đi anh. Thoải mái thể hiện tình cảm. Quên cái này, nói nghe là hai người muốn có con chung không vậy? Dạ muốn lắm luôn á. Em biết lên chương trình này á là em nghe nói anh Quốc Thuận á là anh ông mụ. Anh mụ. Dạ. Ông mụ. Dạ đúng rồi. Chúc liền, chúc liền. Giờ trước khi như chào tạm biệt hai vợ chồng đó, thì anh chúc cho Anthony với Ngọc nghe, dù ở đâu đi nữa cũng là cũng luôn luôn dành tất cả những thời gian, những suy nghĩ về nhau, yêu thương nhau. Và đặc biệt là qua năm sau là bác sĩ báo tin vui. Cảm ơn anh. Nếu kịp tháng 12 qua Noel báo tin vui luôn. Đó. Đợt này là phải có tin vui. Qua năm sau là em bé xuất hiện. Xuất hiện.